trong nền âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam, ca trù là thể loại có nhiều tên gọi khác nhau. Tùy vào từng môi trường diễn xướng, không gian văn hóa mà loại nhạc này được gọi là hát cửa đình, hát nhà tơ, hát nhà trò, hát ả đào hay hát cô đầu. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu âm nhạc Đặng Hoành Loan, người góp phần hoàn tất hồ sơ để ca trù được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2009, thì tên gọi hay nhất, đúng nhất phải là nghệ thuật hát ả đào. Ca trù là chỉ một lối chơi, chỉ một cách chơi, mà cách chơi đấy nhằm tập trung thưởng cái tài năng của đào nương khi ca. Cái lối chơi đấy người ta đánh trống, cắt trống và tới ném cho đào nương một cái thẻ. Cái thẻ đấy là trù. Cho nên ca trù là tên gọi một lối chơi của ả đào, chứ không phải duy danh nghệ thuật. Còn cái tên mà đúng nghệ thuật của nó, mà nó truyền từ đời này sang đời khác, truyền trong truyền thuyết, truyền trong thánh tổ, thì đều gọi là ả đào. Bởi vì cái nghệ thuật ca trù như ngày nay chúng ta biết đấy, thì cái giọng ca chính, cái nghệ sĩ chính vẫn là đào nương. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nền văn hóa Việt Nam dần bước ra khỏi thời kỳ phong kiến với những biến chuyển mang tính lịch sử. Trong xu thế đó, từ nơi thôn quê, các ả đào bắt đầu ra phố thị mở nhà hát nghệ thuật với tên gọi mới, nhà hát cô đầu. Lý giải về tên gọi cô đầu, nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan cho rằng đó là những đào nương giỏi nhất, hát hay nhất, đứng đầu trong một giáo phường, thường được giáo phường chọn để tham gia các cuộc thi. Nó xuất phát từ thế kỷ 15, trong chính thức trong cái cuộc thi đầu tiên có rất nhiều giáo phường đến thi, và các giáo phường đấy phải đăng ký, phải xem luật lệ thi, và cái cô đào đầu đấy là cô rất giỏi. Tôi xin nói là tại sao gọi là đào đầu là rất giỏi, bởi vì sao? Phải biết làm thơ, phải đối đáp thơ phú, chứ không phải là chỉ có hát không đâu, tức là vào đấy phải đối đáp thơ phú với các quan viên. Mà các quan viên thời bấy giờ là toàn những người hương lý, những người rất giỏi. Những nhà nho, người ta đến dự cuộc thi đấy, và người ta ra các cái đối thơ, và cô đầu phải đối thơ. Cũng theo nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, sự xuất hiện của các nhà hát cô đầu vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đã mở ra một thời kỳ phát triển hưng thịnh của nghệ thuật hát ả đào. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì trong cái chiều dài lịch sử đấy, thì ca trù sinh ra là nữ nhạc trong cung đình. Đây là hai không gian văn hóa. Mà hai không gian văn hóa ấy thì người đào nương không được ngồi hát, phải đứng hát. Tại sao vậy? Vì một không gian là không gian cửa quyền của vua quan, thì không có chuyện ngồi trước mặt vua. Ở trong đình hát cũng thế, vì thờ thánh, cho nên người ca nương không thể nào ngồi xuống mà gõ phách như sau này được. Thế cho nên cái việc phát triển từ hát đứng sang hát ngồi, tức là trong không gian hát chơi đấy, tạo cho nghệ thuật ca trù đến một đỉnh cao. Nhưng đến khi ca trù ra phố thị là sự cạnh tranh. Cạnh tranh giọng hát, cạnh tranh tiếng đàn và cạnh tranh cả sắc đẹp. Thế chính cái sự cạnh tranh này đấy, nó đẩy cái nghệ thuật ca trù lên đỉnh cao, có thể nói hoàn thiện. Đến đây thì rất nhiều các quan viên, rất nhiều các nhà văn, nhà thơ tham gia vào, và họ biết chọn giọng hát, họ biết chọn tiếng đàn, biết sáng tác những bản hát hay. Có thể nói rằng nhà hát cô đầu ra đời là một bước nhảy vọt về nghệ thuật so với lối hát ở đình làng. Trong quá trình tồn tại, ca trù có những bước thăng trầm, thậm chí có thời kỳ bị lên án, bị định kiến bởi xã hội. Nhưng với các phẩm chất khác lạ hội tụ trong mình của các cô đầu, các đào nương như tài năng nghệ thuật, kiến thức văn chương, thì họ xứng đáng được tôn vinh. Thưa quý vị và các bạn, ca trù xuất hiện vào thế kỷ thứ 11 dưới thời vua Lý Thái Tổ, nhưng phải vào những năm đầu thế kỷ 15-16 thì ca trù mới phát triển mạnh mẽ. Hát ca trù xưa có ở nhiều vùng nhưng tập trung chủ yếu ở kinh thành Thăng Long, và chỉ có ở nơi đây ca trù mới có điều kiện để phát triển đến cực thịnh của nó. Trong quá trình tồn tại, ca trù có những bước thăng trầm, thậm chí có những thời kỳ còn bị lên án, bị định kiến bởi xã hội. Vì thế, trong chương trình Góc nhìn văn hóa ngày hôm nay, chúng tôi muốn khẳng định lại nguồn gốc ca trù, hay còn gọi là hát ả đào, hát cô đầu, và qua đó tìm lại sự công bằng lịch sử cho cô đầu xưa, thông qua sự có mặt của hai vị khách mời. Xin được giới thiệu,
nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và nhà báo Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng Ban Thời nay Báo Nhân dân. Trước tiên xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình Góc nhìn văn hóa của chúng tôi. Thưa hai vị khách mời, đứng ở vị trí là một nhà nghiên cứu và nhà báo có nhiều năm dày công nghiên viết về những cái bài báo về văn hóa, nhất là về ca trù, thì các vị nói gì về lịch sử ca trù, những cái thời kỳ mà nó thịnh vượng phát triển ở kinh thành Thăng Long? Trong lịch sử Việt Nam, căn cứ theo sử liệu thì ca trù, mà tên gốc của nó là nhạc ả đào, được coi là thể loại âm nhạc chuyên nghiệp sớm nhất được ghi danh trong lịch sử. Tức là vào thời Lý, người ta đã mô tả là cái việc làm ăn của ả đào đã rất thịnh vượng rồi, cho nên nhà vua phải đặt ra hẳn một chức quan để coi sóc việc làm ăn của các tổ chức xã hội nghề nghiệp đó, mà thời đó đã gọi là giáo phường, tức là chăm sóc việc làm ăn của bọn giáo phường, và chức quan đấy được gọi là quản giáp. Với một cái dòng sơ lược như vậy đã cho thấy là cái loại nhạc này thời đó đã trở thành chuyên nghiệp, theo nghĩa là sống bằng nghề, được đào tạo bài bản và có ý thức chủ động. Và cái việc sống bằng nghề đó cho thấy là thời đó đã rất sôi động rồi. Và cái chiếc quản giáp đầu tiên thì là do nhà Lý đặt ra để coi sóc việc làm ăn của bọn giáo phường, và về sau nó chuyển thành cái chiếc ông trùm, tức là người đứng đầu một tổ chức xã hội, đứng đầu cái giáo phường của ả đào. Ở đây chúng ta phải quan sát rất kỹ, tức là giáo phường ả đào là gì? Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp. Ở đó cái việc truyền dạy loại nhạc ả đào được tiến hành một cách có ý thức chủ động, nó mang tính chuyên nghiệp thứ nhất là chỗ đó. Ở đây không phải là ai thích thì học, mà rõ ràng người ta có ý thức truyền dạy cho thế hệ trẻ để tiếp nối cái vốn di sản của cha ông để lại. Cái thứ hai, nó là một nghề để kiếm sống, chứ nó không phải để hát chơi hát vui. Và cái việc mà kiếm sống phổ biến thời phong kiến như sử sách để lại thì nó là dùng để hát thờ thần. Hát thờ thần thì nó có một cái tên gọi rất cụ thể là hát cửa đình. Một năm xuân thu nhị kỳ, khi mà đình làng hay là các ngôi đền mở hội ngày kỵ của thánh thì người ta mời ả đào về hát, cho nên nó còn gọi là hát cửa đình hay hát cửa đền. Ả đào trong lịch sử âm nhạc Việt Nam thì có lẽ là thể loại có rất nhiều tên gọi khác nhau tùy theo không gian diễn sướng và môi trường văn hóa khác nhau. Ví dụ như đi hát thờ như thế, người ta gọi là hát cửa đình hay hát cửa đền. Nó còn có những tên gọi khác là hát nhà tơ, hát nhà ti, tức là khi mà dinh quan hay nhà giàu có việc mời bọn ả đào đến hát phục vụ cho những cuộc chơi có mang tính chất gia đình, thính phòng thì người ta gọi hát nhà tơ hay nhà ti, rồi là hát nhà trò. Đến thế kỷ 19 thì ả đào, cái tên cổ xưa nhất của nó, được nôm hóa đi, trở thành cô đầu, ả chuyển thành cô và đào chuyển thành đầu. Và có một giai đoạn trung gian người ta cũng gọi là hát ả đầu. Như thế chúng ta thấy là từ ả đào đến ả đầu đến cô đầu là một sự chuyển hóa của một thể loại tên gọi. Ở đây nó có một vấn đề là cái từ cô đầu, theo sử liệu nói là lúc đầu chỉ dành gọi để gọi những cái đào nương gọi là rất tài năng trong giáo phường. Những người đấy đã đào tạo được rất nhiều học trò và được đánh giá cao, thì cái từ cô đầu lúc bấy giờ dùng để tôn vinh những cái người đào nương tài năng như vậy. Tôi nhìn ở khía cạnh truyền thông và báo chí thì chúng tôi cảm thấy rằng là trong những năm qua, đặc biệt là trong hơn 10 năm trở lại đây, truyền thông của chúng ta về cái câu chuyện hình dung về đời sống nghệ thuật ca trù, phần nhiều chúng ta tập trung vào khía cạnh nghệ thuật, tập trung vào khía cạnh lịch sử phát triển của nghề, giải nghĩa về các câu chuyện mang tính chất là thuật ngữ, mang tính chất khái niệm, đi tìm hiểu về cái gương mặt văn nghệ sĩ gắn bó với nghệ thuật ca trù, cũng như là các đào nương, các kép đàn, các quan viên danh tiếng, hay là các cái câu lạc bộ hoặc là các cái giáo phường mà đã được ghi dấu ấn ở trong đời sống nghệ thuật của đất nước ta cái giai đoạn mà đầu thế kỷ 20 trở lại đây. Nhưng ở khía cạnh mà hôm nay tôi thấy chương trình đặt ra, tôi thấy rất thú vị ở khía cạnh là chúng ta dùng cái từ có thể nó là minh oan, hoặc là chúng ta dùng từ minh định, hay chúng ta dùng từ xác định lại về cái vị thế, cái uy tín, cũng như là cái sự trong sáng của cái chữ ca trù, hay là của cái chữ ả đào, hay của cái chữ cô đầu. Thì tôi cảm thấy rằng là trong cái thực tế truyền thông của chúng ta vẫn còn là một sự hạn chế nhất định. Tôi cho rằng cái này thì nó cũng là cái hạn chế chung của lịch sử thôi. Và cái truyền thông, cái tuyên truyền ý, nó cũng bị ảnh hưởng nhất định bởi thời cuộc, hay là bởi các cái quan niệm xã hội về cái nghề nghiệp mà chúng ta đang nhắc đến. Đấy là câu chuyện của các ả đào, cái nghề nghiệp của ca trù, vân vân. Thì tôi cho rằng là cái câu chuyện truyền thông, câu chuyện báo chí, câu chuyện chúng ta tuyên truyền như thế nào về cái vị thế, cái tiếng nói, cũng như cái nghề nghiệp ca trù trong xã hội cũ ý, là cả một cái kho tàng, cả một cái dấu ấn mà chúng ta cần phải khai thác kỹ hơn nữa, rõ hơn nữa, để mà
chia sẻ với xã hội ngày hôm nay để hiểu đúng hơn về vị thế và tiếng nói của họ. Rõ ràng với câu chuyện của nhà báo Nguyễn Quang Hưng thì chúng ta cũng thấy rằng bây giờ truyền thông cũng cởi mở rất nhiều với một thể loại nghệ thuật đó là ca trù, mà xưa đây cách đây hàng mấy thế kỷ đang bị định kiến bởi xã hội, nhất là cái tên Ả Đào hoặc là Cô Đầu bị lên án gay gắt. Về vấn đề này thì nhà nghiên cứu Vũ Trọng Hiền, ông có ý kiến gì? Thứ nhất là chúng ta phải xác định rất rõ để hiểu nghĩa tên gọi của nó. Khi 2005-2006, tôi cùng với nhóm chuyên gia của Viện Âm nhạc tiến hành xây dựng hồ sơ ca trù người Việt trình UNESCO. Thì khi đó nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan đã đặt vấn đề này rồi. Anh không thích cái tên ca trù. Anh Loan nói tên ca trù là một cái tên rất tiền bạc. Đúng là như vậy. Nó thể hiện một cái sự thương mại của thể loại âm nhạc này. Trù là thẻ. Ngày xưa khi đi hát cửa đình cửa đền thì người ta trả tiền công cho đào kép giáo phường bằng cách là người ta thưởng thẻ. Tức là mỗi phân đoạn đàn hay hát hay thì người quan viên sẽ gõ cắc và tăng trống, có ý là khen. Thì khi đó một quan viên phụ trợ sẽ cầm một cái thẻ ném vào cái chậu đồng. Và một cái thẻ đó luôn được quy ước rất rõ đối với cái đình, cái đền làng này thì nó quy ra bao nhiêu tiền. Một tiền hay một phẩm oản hay là một miếng thịt chẳng hạn. Cả một cái buổi hát đó người ta tính được bao nhiêu thẻ. Hát càng hay, đàn hàng càng hay thì càng được nhiều thẻ. Người ta quy số thẻ đó và trả tiền cho giáo phường. Vì thế cái tên ca trù có nghĩa là hát thẻ, tức là nói đến cái phương thức chi trả tiền thù lao cho Ả Đào. Cái tên này được sử dụng rất hạn chế, nhưng vì một cái chuyện là người ta bị kỳ thị về cái chữ Ả Đào Cô Đầu, đặc biệt là chữ Cô Đầu. Sau khi mà thời kỳ nhà hát thịnh trị Cô Đầu ở nửa đầu thế kỷ 20 thì Cô Đầu mang rất nhiều tiếng xấu, và người ta tránh cái chữ Cô Đầu thì rất nhiều tài liệu bắt đầu chuyển sang dùng chữ ca trù. Ngay bản thân giáo sư Trần Văn Khê, những tác phẩm của ông viết về nhạc Ả Đào những năm 1960, ông vẫn dùng chữ Ả Đào, ông không dùng chữ ca trù. Và sau này những để tránh cái từ đấy đi, người ta bắt đầu người ta dùng chữ ca trù. Và từ ca trù đó bắt đầu phổ biến ở nửa cuối thế kỷ 20. Chứ còn trước đây người ta đều dùng từ Ả Đào. Bởi vì cái chữ Ả Đào nó là tên cổ xưa nhất và là rất đẹp. Tôi giải thích như thế để mọi người hiểu ba cái thuật ngữ là Ả Đào, Cô Đầu và ca trù. Như lúc nãy đã nói rồi, Ả Đào được nôm hóa đi, Ả gọi thành cô và Đào gọi là đầu. Và cái chữ Cô Đầu đó là cái từ rất cao quý, để nói đến cái nghĩa là cái tiền đầu là cái tiền phụng dưỡng người thầy khi về già. Vì thế không phải vô cớ mà khi mà Đào Nương ra phố thị mở nhà hát, người ta quyết định dùng cái chữ đẹp nhất, đấy chính là chữ Cô Đầu. Sau này khi xã hội hiểu sai cái chữ đó thì họ cũng không cần biết nghĩa nó là cái gì, chỉ biết là nó mang tiếng xấu thì người ta cứ sợ cái chữ Cô Đầu. Chính vì thế người ta mới dùng chữ ca trù. Trên tôi muốn khẳng định lại một lần nữa là cái chữ ca trù là từ được dùng rất hạn chế trong lịch sử, mà chữ phổ biến nhất là chữ Ả Đào. Qua những phân tích của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền thì tôi nhớ đến một bài viết, đấy là Hà Nội có phố Khâm Thiên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Trong bài viết thì ông có đưa ra một cái thông tin vào những cái năm 1936 ở trên phố Khâm Thiên thì nó có khoảng 40 nhà hát cô đầu. Dùng từ đúng là 40 nhà hát cô đầu và có khoảng 200 cô đầu hoạt động trong cái lĩnh vực đấy. Hoàn toàn chính xác. Cái đấy là theo cái thống kê của người Pháp. Người Pháp họ đó, hồi đó người ta quan sát rất kỹ xã hội của Việt Nam và người ta mô tả lại. Tức là ở một dãy phố Khâm Thiên, chỉ khoảng dưới 800 mét thôi, mà đã có tới 40 nhà hát cô đầu hoạt động, cùng với 5 tiệm nhảy đầm và 2 tiệm nhà xăm, tức là 2 tiệm hút thuốc phiện. Phố Khâm Thiên khi đó được coi là chốn ăn chơi sầm uất nhất Hà Nội. Và con số 200 cô đầu đó hoạt động thì chúng ta cứ tưởng tượng là đấy chính là 200 diễn viên nhà cả đào. Và đến những năm 1940, người Pháp thống kê trên toàn Hà Nội thì có tới hàng trăm nhà hát cô đầu hoạt động khắp các địa bàn: Gia Quất, Gia Lâm, Ba La, Bồng Đỏ, Dưới Chèm. Trong trung tâm nội đô thì là Khâm Thiên, Bạch Mai, Ngã Tư Sở, Nam Gian, Phố Huế, rất nhiều. Và người ta thống kê có tới 2.000 cô đầu hoạt động trên địa bàn Hà Nội vào thời điểm đó. Khi đó tôi cho rằng có cộng tất cả tuồng chèo cải lương trên Hà Nội lại cũng không thể bằng số lượng các diễn viên nhà cả đào, tức là các cô đầu. Nói như thế để thấy được đó là mấy con số thống kê nó phản ánh cái sự phát triển sầm uất và nó thể hiện cái nhu cầu thị hiếu của người dân Hà Nội khi đó. Họ rất thích nghe cô đầu. Một thông tin khác là tôi có được đọc một bài báo cũng quãng như năm 1940 kể về một cuộc thi hát cô đầu ở Hà Nội tổ chức ở nhà Đấu Xảo, tức là bây giờ là Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, ngày xưa gọi là Nhà hát Nhân dân. Thì cái cuộc thi đó trao tới cả 100 giải thưởng cho những kép đàn xuất sắc, cho những đào nương xuất sắc, giải nhất, giải nhì, giải ba, và đặc biệt trao những tay trống trầu, tức là có cả thi trống trầu dành cho quan viên. Chúng ta biết rằng trong nhạc Ả Đào thì cái mối quan hệ giữa diễn viên biểu diễn loại nhạc đó và khán giả quan hệ rất chặt chẽ và được xác định. Những người đi nghe hát
cầm trống trầu đánh để thể hiện cái sự hiểu biết của họ. Cứ hết khổ phách khổ đàn thì họ phải điểm trống. Khi nào quan viên nghe thấy đào két đàn hát hay thì họ tắc và đang trống. Đặc biệt là khi hết cái khổ đàn họ phải điểm trống cực kỳ chính xác. Thì họ tham gia nghe hát đồng thời họ điểm trống. Như thế họ là người nhạc công, vừa là khán giả vừa là người nhạc công. Thì cái loại nhạc ả đào này họ kích thích và họ tạo được từ trong dòng chảy lịch sử một cái lực lượng đi nghe hát, tham gia vào vai trò nhạc công đánh trống trầu, và nó kích thích cái thú chơi của người Hà Nội đến mức phải mở hẳn một cuộc thi như thế. Khán giả rất thích và tạo nên một cái sân chơi mới ở đất kinh thành Thăng Long mà khi đấy gọi là thủ đô Hà Nội. Nhân chia sẻ của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền ấy, thì tôi cũng chia sẻ một cái chút cái thông tin khai thác từ thực tế trải nghiệm ấy của mình cũng như của chính anh Bùi Trọng Hiền về một cái đối tượng nghiên cứu của chính anh Bùi Trọng Hiền trong một số những công trình ca trù rất là quan trọng thời gian qua. Đấy là nghệ sĩ nhân dân Phó Thị Kim Đức, thì là một trong những cái gương mặt cuối cùng còn lại của nghệ thuật ả đào danh tiếng của chúng ta. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì bà Phó Thị Kim Đức thì xuất thân từ chỗ giáo phường Khâm Thiên và là con của một cái cụ quản giáp rất là danh tiếng là cụ Phó Đình Ổn. Theo lịch sử chúng tôi nắm được thì cụ bà Phó Thị Kim Đức có học tập cái nghệ thuật ca trù đến tận 7 năm. Và trong cái quá trình từ một cái cô bé còn là tuổi thiếu niên nhi đồng và học đến tuổi thiếu nữ, lúc đấy thì mới được ra để hát, để phục vụ cho quan viên, cho quan khách. Cái quá trình rèn rũa kìm cặp trong gia đình, đặc biệt tôi nhấn mạnh là cái cạnh trong gia đình, giữa bố với con, giữa cô với cháu, giữa anh em với nhau thì cực kỳ khắc nghiệt. Thì để chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện nghệ thuật, câu chuyện tinh hoa, tinh chất của nghề nghiệp bao giờ cũng được người ta đặt lên trên cao hơn hết. Từ bên cạnh những cái yếu tố khác là các yếu tố mang tính chất xã hội mà sau này trong cái biến cố lịch sử và trong những cái sự cái cách hiểu nó đa dạng về cái nghề nghiệp đó thì nó cũng có thể bị thêm bớt, bị mang những cái quan niệm khác nhau của xã hội, những cái quan niệm mà có những cái thời kỳ mà chúng ta hiểu nó chưa được đầy đủ. Nhưng mà rõ ràng là đã có những cái giai đoạn mà chúng tôi thấy rằng là các đào nương, các kép đàn đã được đào tạo một cách rất là ngặt nghèo, rất là chặt chẽ. Thậm chí kể cả các quan viên, tôi có đọc một số trong những cái tài liệu mà nhà văn Tô Hoài cũng như là cụ Hoàng Đạo Thúy đã từng viết về cái lịch sử ca trù ấy, rằng là khách đến chơi ấy, không phải là cứ đến bỏ tiền ra mà cũng có thể được người ta phục vụ hay là người ta kính nể đâu, mà các cái vị quan viên nào mà biết đánh trống trầu, đánh đúng, đánh hay thì người ta còn nể. Mà nếu mà thấy rằng quan khách mà không có văn hóa, mà thiếu cái sự lịch lãm, mà thiếu sự hiểu biết ấy, thì người ta cũng sẵn sàng tỏ thái độ coi thường. Qua cái sử liệu, qua cái lời viết, qua văn chương của các tác giả, các thế hệ trước viết lại thì tôi thấy rằng là nó đã xác định rõ một cái vị thế, một cái tư cách, một cái thế đứng của những cái người nghệ sĩ biểu diễn ca nhạc trong cái đời sống văn nghệ giai đoạn trước. Mở rộng ra hơn nữa thì chúng tôi thấy rằng là trong các cái văn bản trước kia đã có phản ánh về cái đời sống văn nghệ của giai đoạn trước 45 ở Hà Nội ý, thì cũng phải thấy rằng là bên cạnh cái sự tồn tại của các ả đào hát, các cô đầu hát, thì tôi thấy rằng có một cái ngôn từ, một cái khái niệm nó chỉ một cái đối tượng, nó gọi là cô đầu rượu. Tôi cho rằng đây là một trong những cái mấu chốt mà chúng ta cũng cần tìm hiểu khá kỹ để mà thấy rằng là mỗi nghề nghiệp cũng có những cái sự biến tướng nhất định và nó bị những cái sự lợi dụng nhất định để mà phục vụ những cái mục đích khác nhau của xã hội. Qua một số những bài viết thì tôi cảm thấy rằng là bên cạnh cái nhu cầu đi nghe hát, đi thưởng thức những cái bài ca cổ truyền là những cái áng thơ tuyệt tác của những cái bậc văn nhân ngày xưa đã từng viết ra như là Tản Đà, như là Dương Khuê, như là Nguyễn Khuyến, thì thực tế trong xã hội cũ cũng còn có cả những cái đối tượng mà đi tìm những cái mục đích nó ngoài nghệ thuật. Và tôi cho rằng là ở đây nó có một cái lớp mờ nhòe nhất định của lịch sử, của đời sống văn nghệ, và có những cái đối tượng họ tìm những cái mục đích, những cái thú vui nó khác với nghệ thuật thì nó sinh ra cái thể loại, cái đối tượng mà chúng ta có thể gọi là cô đầu rượu với những cái tính chất phục vụ nó không nằm trong nghệ thuật. Có lẽ ở đây nó là một cái sự lẫn lộn giữa cái lằn ranh để mà đến cái giai đoạn sau cách mạng, giai đoạn chúng ta tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc ấy, thì chúng ta có những cái quan niệm nó chưa thực chuẩn, chưa thật đúng về cái đối tượng ca hát, đối tượng chơi đàn, đối tượng những cái người thưởng thức một cách nghiêm túc ngày xưa. Nhà báo Nguyễn Quang Hưng có đề cập đến vấn đề là cô đầu rượu, thì tôi nhớ có một lần đã trò chuyện với cả nghệ nhân Phó Thị Kim Đức, thì bà có cho rằng cái từ cô đầu hiểu đúng nghĩa, nó thể hiện một cái cô đào nương rất tài năng,
rất chuyên nghiệp, và bà cũng đau đáu với một vấn đề là đến thời điểm này khi mà định kiến xã hội họ vẫn chưa hiểu rõ về ý nghĩa vai trò của cô đầu trong cái lĩnh vực ca trù, cũng như họ nghĩ rằng như nhà báo Nguyễn Quang Hưng nói, một cái điểm mờ rất mờ trong lịch sử và cần có một cái sự phân định rõ ràng cũng như phân tích rõ ràng của các nhà nghiên cứu. Thì vấn đề này chúng tôi muốn nhờ nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền, ông có thể phân định rõ lại về cái điểm mờ về cái cô đầu rượu trong cái lĩnh vực ca trù. Trong sử liệu và các tài liệu viết thì người ta cũng có phân ra là cô đầu hát và cô đầu rượu. Tức là họ là hai đối tượng làm nghề trong một nhà hát cô đầu. Trước hết để hiểu họ là ai thì chúng ta hãy hiểu thế nào là nhà hát cô đầu. Những năm cuối của thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì theo sử liệu viết thì các cô đầu ở miền quê bắt đầu đi ra Hà Nội và các thành phố lớn để mở nhà hát. Trong Việt Nam phong tục Phan Kê Bính rất rất rõ, à nào có tài, có sắc thì lập tức ra phố mở quán chiêu khách. Có nghĩa với cái tính chất chuyên nghiệp của nghề nghiệp thì đây là sự phát triển, là một bước ngoặt rất quan trọng. Còn ai mà không có tài có sắc thì vẫn ở nhà quê đi hát cửa đình. Còn những người có tài có sắc thì đều ra phố. Rõ ràng cái cơ hội ra phố thị là một cái cơ hội thay đổi cuộc đời của họ. Và vì thế hình thành nhà hát cô đầu. Sau rất nhiều chúng năm, chúng ta nhìn về vấn đề nhà hát cô đầu rất nhiều u tối, thì ngày nay có lẽ đến lúc cần phải trả lại công bằng lịch sử. Thì với hệ thống nhà hát cô đầu đó, trước hết ở góc độ lịch sử âm nhạc, tôi xin khẳng định đây là hệ thống nhà hát thính phòng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Và ở hệ thống nhà hát thính phòng đó, với tính chất chuyên nghiệp của nó, thì nó quy tụ những tài danh của giới nghề. Cho nên những người mà hát không hay, đàn không hay thì không thể nào có khách, không thể nào kiếm được tiền. Vì thế chúng ta ngầm hiểu rằng đã là nhà hát cô đầu thì đều phải là tài danh, và đặc biệt phải có nhan sắc. Họ không dựa vào cái cửa đền cửa đình để hát thờ thần nữa. Cái cửa đền cửa đình ở làng quê thì mặc định là trả làng phải trả tiền cho họ, và họ đến họ múa hát và hàng năm họ lấy tiền. Còn bây giờ họ ra, họ trở thành một nhà hát độc lập tư nhân, và những người đào nương tài danh đó đứng đầu các nhà hát được gọi là những bà chủ. Và như thế chúng ta thấy rõ ràng là lần đầu tiên, có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là nữ giới lên nắm quyền làm chủ kinh tế. Người ta là bà chủ một nhà hát cô đầu, và người ta phải nuôi người ăn người ở, giả lương cho kép đàn đào nương, rồi là thuế má, làm sao để vận hành một nhà hát tư nhân như thế sống và sống được bằng nghề. Thì đấy là sự tài năng của phụ nữ Việt Nam. Đấy là nhìn vào vai trò bà chủ nhà hát cô đầu. Đến khi họ bắt đầu họ đàn hát thì chúng ta hiểu rằng rõ ràng đây không phải chỉ đơn thuần là nhà hát nghệ thuật, ở đó có quan hệ liêu nái. Rõ ràng là các ông đi nghe hát cô đầu không chỉ là thưởng thức nghệ thuật mà còn thưởng thức cả nhan sắc của các cô đầu. Tại sao có cô đầu rượu? Rõ ràng khi đã có nhu cầu luyến ái thì là sẽ sinh ra cô đầu rượu. Những người tiếp rượu, chúng ta hay nói là những người kỹ nữ ở trong nhà hát, rất nhiều cô đầu rượu biết hát và thậm chí hát hay. Họ có được đào tạo kỹ năng để chăm sóc nghệ thuật ẩm thực trong nhà hát. Họ yêu chiều quan khách, họ lả lơi với quan khách và họ có tiền. Thì chúng ta hãy nhìn họ, nếu như chúng ta đánh giá đạo đức của họ, chúng ta hãy nhìn lại nếu như ở làng quê họ sẽ làm gì. Họ tiếp tục làm nông, họ tiếp tục sống trong sự kỳ thị của cái vòng khép kín ở làng quê đó. Họ mà tự do liên ái, họ lập tức bị gọt đầu bôi vôi, bỏ dọ trên sông. Còn ra đây, họ được quyền yêu, họ được quyền sống một cách cuộc sống dễ thở hơn, ít nhất là dễ thở hơn về mặt luyến ái. Thì họ chọn cái nào? Nếu như thế chúng ta nhìn sẽ hiểu và thông cảm được cho những người phụ nữ đi ra nhà hát làm cô đầu rượu. Và nên nhớ rằng họ không phải là gái làng chơi. Họ có thể thích quan viên, thích những người tài năng, cái đấy là mối tình của họ, chứ họ không phải là gái làng chơi. Nếu mà gái làng chơi đến bỏ tiền và trao đổi cái quan hệ thì chuyện đó là hoàn toàn khác. Thế cho nên chúng ta nhìn cái mối quan hệ liên ái cởi mở, tự do so với thời kỳ nho giáo phong kiến ở nhà hát cô đầu thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao có cô đầu rượu. Và tôi cũng nói luôn rằng ở trong lịch sử cũng đã chứng minh rồi, rất nhiều cô đầu hát cũng quan hệ tự do liên ái. Họ là tình nhân của những văn sĩ nổi tiếng và đã ghi dẫn rất nhiều câu chuyện cảm động giữa những cô đầu hát đó và những văn sĩ nổi tiếng đó. Vậy thì bây giờ ngày nay chúng ta nhìn lại họ, chúng ta sẽ dùng đạo đức phong kiến để đánh giá họ, hay chúng ta nhìn cái góc độ con người nhân văn hơn? Chúng ta thường biết rằng những người viết lời cho ca trù rất nổi tiếng là nhà thơ Tản Đà. Và ít ai biết được Tản Đà chính là con của cô đầu, tức là bố của nhà thơ Tản Đà lấy cô đầu về làm vợ ba. Ông chịu ảnh hưởng của người mẹ của mình, cho nên ông rất am hiểu về âm luật ca trù và ông viết lời ca trù rất hay. Rất nhiều câu chuyện trong lịch sử liên quan đến Ả Đào. Nói như thế để thấy được là Ả Đào cô đầu, nhà hát cô đầu, nó là một phần của lịch sử văn hóa Việt Nam và nó ảnh hưởng rất nhiều đến
đến đời sống xã hội Việt Nam. Đến 60 năm qua người ta nhìn nó với một ánh mắt kỳ thị. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại, tại sao cô đầu lại đi ra Hà Nội? Tại sao chúng ta không nhìn rằng lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, một người phụ nữ đẹp, có tài, họ tự kiếm sống bằng nghề của họ? Thì rõ ràng là chúng ta thấy cái sự thay đổi đó, ngoài cái việc là thể hiện lịch sử là lần đầu tiên có nhà hát thính phòng trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, thì tôi đánh giá thực sự đây là một cuộc cách mạng giới, giải phóng phụ nữ. Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận điều đó. Với những phân tích của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền thì tôi đang có một vài cái thắc mắc. Với những cái lý do, những cái điều kiện như thế nào khiến những cái người phụ nữ thời kỳ đấy họ dám có những cái tư tưởng dũng cảm, có những tư tưởng văn minh để rời bỏ làng quê lên thành thị để xây dựng lại một cuộc sống cho mình? Phải chăng vì họ là những cô đầu, họ tham gia những cái thể loại nghệ thuật thính phòng như là ca trù? Chúng ta có rất nhiều những thể loại khác, ví dụ như cải lương, tuồng, chèo, mặc dù nó về sau này nó mới xuất hiện, nhưng tôi đang thắc mắc là hay là chỉ có cô đầu mới có dũng khí để làm những việc như vậy? Tôi cũng băn khoăn về cái ý đấy, nhưng tôi muốn nhấn thêm một ý là tại sao chỉ là cô đầu với cái phẩm chất nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền cũng có thể lý giải vấn đề này. Phải đến một phẩm chất nghệ thuật và một cái bản lĩnh sống nào đấy thì người ta mới dám sống hoặc mới dám yêu cầu cho mình một cái sự hạnh phúc, cũng như là kể cả câu chuyện tiền bạc như vậy. Mà trong khi những người phụ nữ khác cũng có thể là những người phụ nữ có học, những người phụ nữ nông dân, những người phụ nữ ở quê, những người phụ nữ thành thị, và rất nhiều người phụ nữ không dám lên tiếng như vậy. Trong lịch sử thì như chúng ta đã nói lúc đầu, Ả Đào sinh hoạt trong từng giáo phường, những tổ chức xã hội nghề nghiệp và được công nhận từ thời Lý. Nói như thế để thấy được là đây là thể loại âm nhạc chuyên nghiệp sớm nhất, già nhất của lịch sử âm nhạc dân tộc. Họ sinh hoạt một cách chuyên nghiệp và họ truyền dạy có ý thức nghề nghiệp, chứ không như tuồng chèo khi đó. Đấy, tuồng chèo khi đó vẫn ở hình thức bán chuyên nghiệp, còn Ả Đào là thực sự chuyên nghiệp. Và cái đối tượng mà bị coi là sướng ca vô loài từ thời Lê ấy, chính là họ. Họ là đối tượng bị kỳ thị nhiều nhất. Cho nên ở giáo phường làng quê ấy, thì cái việc kiểm soát việc làm ăn của bọn Ả Đào rất là khắc nghiệt. Trong giáo phường thì ngày xưa người ta quy định đi đàn hát ở khắp nơi thì chồng đàn vợ hát, anh đàn em hát, để cho các làng quê nhìn thấy họ là hiểu rằng giữa đào và kép là có mối quan hệ thân tộc. Và họ đưa ra những cái luật lệ rất khắc nghiệt về luyến ái để chứng minh cái sự thanh danh của giáo phường. Thì chúng ta hiểu rằng cái đấy gần như là để đối trọng lại với cái kỳ thị của xã hội. Vậy chúng ta có thể hình dung được là ở trong làng quê ngày xưa thì tuồng chèo là những người nông dân, họ đến kỳ, họ sinh hoạt, họ diễn vở, hết hội thì thôi. Còn Ả Đào là một đẳng cấp khác. Ả Đào là đẳng cấp rất chuyên nghiệp và hệ thống bài bản của họ cực kỳ phức tạp. Họ hệ thống hát thờ thần, hệ thống hát nhà tơ, nhà ti, hát thính phòng. Và họ là đối tượng bị kỳ thị nhiều nhất trong làng quê, phong kiến. Vậy khi ra mở nhà hát, họ là những người đi đầu tiên. Và đây là điều rất thú vị. Sau khi Ả Đào mở nhà hát thính phòng ở Hà Nội và các thành phố lớn thì tuồng chèo lập tức ra mở rạp, học theo ra mở rạp. Khi đó thì là Ả Đào vẫn giữ cái hình thức giao lưu giữa quan viên khán giả, hình thức cổ truyền. Còn khi tuồng chèo ra mở nhà hát thì mở ngay sân khấu ba mặt, học theo người Pháp. Thì như thế chúng ta thấy rằng rõ ràng Ả Đào đi tiên phong, và sau đó tuồng chèo và các thể loại khác cũng theo đó mà bắt đầu nâng lên một cái tầm chuyên nghiệp cao hơn. Ở chúng ta biết rồi, nhà hát thính phòng là một hình thức âm nhạc chuyên nghiệp ở tầm cao nhất. Họ tự làm tự sống và khách đến nghe nhiều thì sẽ nuôi được họ. Còn nếu mất khách thì họ sẽ tan vỡ và mất tiền. Thì rõ ràng đây là một cuộc chơi đầu tiên là vì miếng cơm manh áo. Đầu tiên là vì miếng cơm manh áo á, cái gì cũng vậy. Và sau đó là họ rời bỏ một cái môi trường khắc nghiệt văn hóa ở làng quê với những cái làng xã khép kín trong lũy tre làng. Với những cái làng xã mà người ta thường dùng một câu gọi là phép vua còn thua lệ làng kinh lắm. Và họ rời bỏ cái làng quê đó, họ đi ra phố thị, họ sống bằng nghề họ, và họ rõ ràng đấy là một sự thay đổi cách mạng trong lịch sử mà lâu nay chúng ta không để ý. Đấy chính là vấn đề nữ quyền. Trong phạm vi thời lượng có 30 phút, chúng tôi không tham vọng có những cái thông tin đầy đủ, nhưng ít nhất thì với những cái phân tích của nhà nghiên cứu cũng như là câu chuyện của nhà báo Nguyễn Quang Hưng thì nội dung hôm nay chúng ta cũng đã tìm lại được những cái công bằng cho những cô đầu trong lĩnh vực hát ca trù. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình Góc nhìn văn hóa của chúng tôi.